Thành phố Đà Lạt là địa phương đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ nuôi cấy mô in vitro trong sản xuất giống cây trồng. Ngoài sản xuất phục vụ thị trường trong nước, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã nâng cao chất lượng sản xuất giống các loại rau, hoa nuôi cấy mô để phục vụ cho thị trường xuất khẩu. Được biết, năm 2017, gia đình ông Phạm Phong Hải ở phường 8 thành phố Đà Lạt đã bắt tay vào xây dựng nhà xưởng, phòng lab, đầu tư trang thiết bị hiện đại để sản xuất giống nuôi cấy mô. Đến nay, gia đình ông đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Nguyên Đà Lạt và mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất. Theo ông Phạm Phong Hải cho biết, những ngày đầu mới bắt tay vào sản xuất giống in vitro, công ty gặp rất nhiều khó khăn. Sau thời gian nghiên cứu, tìm tòi và nâng cao năng lực sản xuất, cây giống do công ty làm ra đã được thị trường đón nhận, đặc biệt là các đối tác nước ngoài ký kết hợp đồng cây giống. Giống thì đã được chuyển từ công ty Hà Lan về, và sau đó là chúng tôi có cái bộ phận giống gốc được tiếp nhận và có cái quy trình để mà nhân giống và lưu giữ nó lại. Công ty của Hà Lan cũng sẽ thường xuyên cung cấp những cái giống mới, cái giống đảm bảo chất lượng để chúng tôi lưu giữ và có kế hoạch sản xuất cho những cái năm tiếp theo. Hiện nay, công ty đang sản xuất hơn 200 loại giống cây trồng khác nhau, trong đó bao gồm các loại rau, hoa, cây ăn trái phục vụ nhu cầu trồng trọt. Mỗi loại cây trồng có quy trình nhân giống khác nhau. Sau khi chiết tách, các mô giống được xử lý bằng các công nghệ tiên tiến, vô trùng và chuyển qua môi trường nuôi với nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng với thời gian khác nhau để đảm bảo độ sinh trưởng. Nguồn cây giống in vitro được sản xuất trên công nghệ hiện đại, bảo lưu nguồn gen từ cây giống gốc và hoàn toàn sạch bệnh, nên đây là cây giống đạt chất lượng cao, đảm bảo hiệu quả trong trồng trọt. Và mong muốn của công ty là sẽ phải sản xuất từ 10 đến 20 triệu cây và hơn thế nữa để nhằm đưa cái sản phẩm cây mô ra các thị trường ở châu Âu và các nước khác trên thế giới. Mỗi năm, công ty sản xuất và xuất khẩu hơn 5 triệu cây giống các loại sang thị trường Mỹ, Hà Lan. Cùng với việc mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, công ty còn phối hợp với các cơ quan chức năng để có thể mua giống bản quyền phục vụ sản xuất in vitro, đáp ứng nhu cầu trong nước.